Ngân 98 review đồ ăn mà khán giả chỉ thấy thương lương bằng quang, yêu chú nhưng lại trên cơ quất bạn trai ầm ầm. Em nghĩ nói rồi. Trời ơi, anh ăn gì mà như chuột ăn gì anh Quang, ăn thì cắn nhiều nhiều vô thiệt luôn á. Anh mà làm múc băng là không ai coi anh luôn á anh Quang. Cho chú Quang ăn một miếng đi. Ăn gì mà như chuột dặm gì á. Nè cho anh này, anh cầm ra ngồi anh ăn giùm em cái đi, anh bớt nói vậy nè. Nếu như cho con gì nó tha ra ngoài anh tự cầm đi. Đi ăn rồi ăn đi. Mới nói nhiều nha Quang. Quý này chắc không cho ăn nữa quá. Ngân 98 thường hay review đồ ăn nhưng đáng chú ý nhất là lương bằng quang. Anh thường xuất hiện trong clip của bạn gái thay vì ngồi chung nam ca sĩ toàn đứng. Có lần Ngân 98 ăn gà, Lương Bằng Quang thì đứng phía sau cô. Mà anh cứ nhìn con gà và trông có vẻ muốn ăn nhưng không ăn được, phải chờ Ngân 98 cho mới dám ăn. Nhiều người nhìn mà thấy thương nam ca sĩ, dù món ngon bày biện trước mặt nhưng không thể nào ăn được. Có người còn kêu Lương Bằng Quang đi mua con khác về ăn đi chứ nhìn như vậy khổ lắm. Khi Ngân 98 đút cho Lương Bằng Quang ăn thì cô kêu anh cắn miếng đó thôi, mà cô hỏi ngược lại bạn trai sao ăn ít vậy. Còn khi nữ DJ cắt ra miếng thịt, Lương Bằng Quang nói nhỏ cho anh miếng đó mà Ngân 98 lơ luôn, tự ăn một mình. Lương Bằng Quang cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối. Đến lượt sau, Ngân 98 thêm cắt miếng gà, Lương Bằng Quang cũng đòi ăn nhưng kết quả Ngân 98 đã lần nữa đưa miếng gà vào miệng cô. Ngân 98 nói Lương Bằng Quang ăn chán quá nên cô không cho ăn nữa và kêu anh đi ra ngoài. Khán giả cũng bày tỏ với Ngân 98 cho Lương Bằng Quang ăn một miếng mà tưởng đâu cô nàng sẽ đáp ứng yêu cầu, nhưng sự thật thường rất hay phũ phàng. Lương Bằng Quang vẫn chưa ăn được miếng gà. Còn Ngân 98 thì cứ ăn tạo ra âm thanh khiến ai xem cũng thèm, mà Lương Bằng Quang đứng đó chắc còn thèm gấp đôi khán giả nữa. Anh cứ liên tục kêu Ngân 98 cho miếng mà Ngân 98 thì cứ xem bạn trai là vô hình. Nhiều khán giả còn bày tỏ, sao nhìn ông Quang thấy tội nghiệp ghê, thấy ổng đứng nhìn đứt ruột thiệt, cho ổng miếng xương xong kêu ổng ăn ít, đi mua con khác đi chú ơi, tôi thì để ý coi ông Quang ổng có nuốt nước miếng không. Lần sau ăn một mình đừng để anh ấy đứng nhìn, tội ghê ấy. Dù nhỏ tuổi hơn Lương Bằng Quang nhưng có vẻ trong cuộc tình này cô đang trên cơ. Trong những khoảnh khắc, khán giả cho rằng Ngân 98 hay đánh đá với Lương Bằng Quang. Như có lần Ngân 98 cũng đút cho bạn trai ăn nhưng cô nói Lương Bằng Quang ăn gì như chuột gặm. Đến một hồi Lương Bằng Quang lại tự nhìn bản thân và nói anh giống Messi quá. Có ai thấy Quang giống Messi không? Kết quả, Ngân 98 đã dằn mặt bạn trai đừng có nói nhiều nha Quang. Hoặc khi Lương Bằng Quang đựng và lắc lư người cô thì Ngân 98 đã quát một cái gì vậy Quang, chắc không cho ăn nữa quá, anh làm toàn gì đâu không. Nam ca sĩ nói anh làm cái gì cũng bị bạn gái chửi hết. Ngân 98 thấy vậy cho bạn trai một con tôm, kêu anh cầm ra ngoài ăn để bớt nói lại. Cô còn nhắn mạnh cầm đi, ra ngoài ăn. Cộng đồng mạng nhìn mà tội Lương Bằng Quang, ông Quang bị bà chửi biết, bị chửi quay luôn á. Bà không giữ sĩ diện cho ổng luôn á, quát anh ầm ầm như con vậy. Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng bênh vực Ngân 98 vì Lương Bằng Quang quá nhây và nói chuyện xà lơ nên cô mới đánh đá lại như vậy. Dù hay ghẹo Ngân 98 và bị cô chửi nhưng Lương Bằng Quang lại rất thương Ngân 98. Bạn gái thích xe là cùng cô mua, Ngân 98 muốn đi thẩm mỹ, Lương Bằng Quang cũng là người chăm sóc, cũng đủ thấy, Ngân 98 chắc là cầm quyền trong nhà đây. Còn bạn thấy sao về việc Lương Bằng Quang bị Ngân 98 mắng như vậy? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!